Hi các bạn, trong video này mình chia sẻ với các bạn về chương trình airdrop của sàn DBOE. Với mỗi tài khoản cá nhân các bạn sẽ nhận được miễn phí là 25 token của sàn các bạn. Vậy cái cách thức tham gia như thế nào thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ok, thì trước khi mình vào cái thông tin chính á, thì mình muốn giới thiệu với các bạn về sàn DBOE ha. Đây là sàn được một người Anh, người Bulgaria mang tên là Vladimir Bazov, được mệnh danh là một thiên tài toán học, có 3 huy chương vàng quốc tế và làm cố vấn chuyên môn cho sàn DBOE. Anh này cũng từng làm việc cho Google. Ngoài anh này thì mình còn tìm hiểu thấy đội ngũ của BNB cũng rất là nhiều cao thủ phát triển ha các bạn. Các bạn có thể xem cái background của anh này ha. Đây là một cái bài báo của Yahoo luôn ha các bạn, một bài báo rất là nổi tiếng. Đó, thì link thì mình sẽ để ở phần mô tả video ha các bạn. Và ngoài ra thì cũng có một cái bài viết nói về dự án BNB có gì đặc biệt. Thì thông tin hai cái bài viết này mình sẽ để ở cái phần mô tả video ha, các bạn có thể vào xem để các bạn nắm rõ tình hình. Cái chương trình airdrop này á, thì mỗi một cá nhân chúng ta sẽ nhận được là 25 token miễn phí, ở đây là nhận miễn phí ha. Thời gian các bạn quay lại claim là vào ngày 26 tháng 6 nha, các bạn lưu ý vào cái một khung thời gian này nha. Mình quay lại để mình nhận token này. Về sàn DBOE, sàn đang phát triển mạnh chuyên biệt về quyền chọn phái sinh. Có thể nhiều bạn sẽ thấy quyền chọn phái sinh nó hơi khó, nhưng mà thật sự đây là xu hướng phát triển của tương lai. Nếu như mà ai chơi cả chứng khoán sẽ biết thêm chứng khoán, quyền chọn phái sinh phát triển rất là mạnh, được coi là làn sóng bùng nổ thứ 3 của thị trường phái sinh. 2 lần trước là thị trường cơ sở với hợp đồng tương lai, hay còn gọi là future các bạn. Và các bạn có tìm hiểu về quyền chọn á, thì các bạn sẽ thấy là nó rất là phát triển trong những mùa downtrend, thời gian suy thoái kinh tế ở thời điểm hiện tại các bạn. Vì kể cả giá giảm thì chúng ta vẫn có cơ hội kiếm được lãi. Hiện tại thì sàn DBOE cũng có riêng một academy để chuyên giải thích, cung cấp những kiến thức về quyền chọn để cho các bạn nắm rõ hơn về cái phương thức giao dịch mới này ha các bạn. Thời gian sắp tới thì bên mình cũng sẽ làm những video về quyền chọn cho các bạn nắm rõ về cái phương thức giao dịch này. Một điểm đặc biệt của sàn DBOE, đây là sàn phi tập trung hay còn gọi là sàn DEX đó các bạn. Sàn FTX á, thì các bạn thấy là năm ngoái có một cái vụ sập rất là lớn ha, và ở thời điểm hiện tại á, vẫn còn đang tranh chấp rất là nhiều. Là sàn FTX là sàn tập trung. Sàn tập trung khi mà các bạn nạp tiền vào á, nếu mà trường hợp mà sàn có vấn đề gì đó, ví dụ như là sập đi, thì toàn bộ tài sản của các bạn ha, nó sẽ bị rủi ro. Khi mà các bạn rút ra nó rất là khó khăn, hoặc là có thể mất trắng luôn ha các bạn. Cho nên sàn phi tập trung vẫn là một sàn ưa chuộng của nhiều người. Bởi vì khi mà các bạn giao dịch trên sàn DBOE á, sàn không có nắm tài sản của các bạn ha. Các bạn không cần phải nạp tiền vào sàn, các bạn chỉ cần kết nối tài khoản ví DeFi của bạn trên sàn DBOE là các bạn hoàn toàn có thể giao dịch được. Đó, cho nên đó là cái tính an toàn của sàn DBOE. Sàn không có nắm token của bạn, và các bạn cũng không cần phải nạp tiền vào sàn ha. Các bạn chỉ cần có ví DeFi, ví dụ ở đây là ví MetaMask đi, các bạn chỉ cần kết nối với sàn DBOE thôi là các bạn có thể giao dịch được trên đây ha. Tóm lại thì mình thấy sàn này có hội tụ những cái yếu tố tiềm năng để phát triển rất là mạnh. Thứ nhất đó là DeFi, Web3, Option và đội ngũ phát triển uy tín ha các bạn. Và mình tin đây á sẽ là token xứng đáng để các bạn nhận về. Đến cái phần thứ hai á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn tham gia cái chương trình airdrop này ha. Thì đầu tiên các bạn hãy click vào cái link tham gia airdrop, thì link mình sẽ để ở phần mô tả video hoặc là ở phần comment ha. Các bạn click vào thì nó sẽ đến cái trang này. Sau đó thì các bạn kết nối ví. Đây, nó có cái mục kết nối ví ở đây nè. Các bạn bấm kết nối ví nha. Và các bạn chọn cái ví mà các bạn muốn tham gia airdrop. Ở đây thì mình sẽ thị phạm với cái ví MetaMask của mình. Sau đó các bạn bấm là kết nối ví ở đây nè. Đó, thì nó kết nối thành công nha. Đó, trường hợp kết nối lần đầu á, thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng nữa. Các bạn kết nối vào đây thôi. Khi kết nối thành công rồi á, thì nó sẽ hiển thị cái ví của bạn ở đây luôn. Các bạn kiểm tra xem là nó có trùng với cái ví của bạn hay không. Số đuôi là 442 thì cái ví của mình là 442 là đúng nè. Ở đây á, thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ email thật nha. Là các bạn cần phải có một số tiền tối thiểu ở đây. Ở đây là cái đồng BNB ha các bạn. Ở đây thì cái phí swap nó thấp thôi, cho nên là các bạn chỉ cần bỏ vào ví khoảng 1-2 đô thôi là các bạn đủ điều kiện để tham gia nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia rất là đơn giản. Ở đây thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email của các bạn vào đây. Các bạn bấm vào nút này. Cuối cùng thì các bạn bấm vào là airdrop DBOE. Ở đây thì các bạn sẽ chờ cho nó xác nhận nha. Sau khi xác nhận xong á, thì ở đây nó sẽ có thông tin để các bạn tiến hành xác nhận. Thì cái phí á, là 0.06 đô. Thì nó đâu đó khoảng tầm nếu mà nhân với cái tỷ giá thời điểm hiện tại thì đâu đó khoảng 200 đồng thôi các bạn. 200 đồng nữa ha. Rồi mình bấm xác nhận này các bạn. Thì với 200 đồng này á, các bạn sẽ kiếm được là 25 token của đồng DBOE. Đã thông tin về cái token DBOE cho các bạn ha. Với cái giá IDO á, là 0.1 đô cho mỗi token. Vậy thì khi mà các bạn nhận được 25 token này á, tương ứng với khoảng 2,5 đô cho giá IDO. Trường hợp mà giá DX10 thì các bạn có thể kiếm được là 25 đô, tương ứng với khoảng 500k các bạn. Các bạn bỏ ra khoảng 200 đồng thôi, các bạn kiếm được 500k ha. Một kèo rất là thơm để các bạn tham gia cái chương trình airdrop này. Và chương trình airdrop này là miễn phí nha. Còn cái phí 0.06 đô á, đó là cái phí swap của mạng BNB họ lấy nha các bạn, chứ sàn BDOE họ không có lấy nha các bạn. Rồi thì khi mà các bạn tham gia thành công á, thì nó sẽ hiển thị cái thông tin này ha. Thank you your join DBOE airdrop nè. Các bạn cần phải làm thêm một bước nữa là các bạn mở cái email của bạn lên. Các bạn kiểm tra ở đây nè, nó có một cái nút là verify, các bạn mới bấm vào đây nha để các bạn hoàn thành nha, bấm vào đây. Chờ một xíu cho nó xử lý nha. Rồi các bạn xác minh email. Đó, thì khi mà nó để là đăng ký email thành công thì mới được nha các bạn. Đến đây mới được nha. Ở đây thì nó sẽ gửi thêm một cái email thứ hai để mình dịch ra cho các bạn nha. Để bày tỏ biết ơn của chúng tôi đối với sự tham gia tích cực của bạn thì chúng tôi rất vui mừng thưởng cho bạn là 25 mã thông báo, tức là 25 token á. Thì như mình đã thông báo các bạn ha, giá IDO là 0.1 đô thì tương ứng với là 25 token là 2,5 đô, nhưng mà đây là giá IDO thôi các bạn. Trường hợp mà nó mở bán thực tế đi, giá token nó lên x10 đi thì bạn có là 25 đô ha. Nếu mà x100 là 250 đô các bạn. Và đây là chương trình miễn phí, cho nên là cái gì miễn phí thì chúng ta ưu tiên ha các bạn. Cái gì miễn phí thì chúng ta ưu tiên ha. Và biết đâu được ha, token này nó x10, x50 hoặc là x100 gì đó, thì với 2,5 đô các bạn có thể kiếm được 25 đô nếu mà x10 ha, 250 đô nếu mà x100. Và ngoài ra có thêm một cái chương trình nữa, đó là cái chương trình chia sẻ ha các bạn. Các bạn vào cái chỗ mà invite nè, các bạn mời bạn bè để tham gia chung cái chương trình airdrop này để các bạn nhận thêm phần thưởng ha. Ở đây thì nó sẽ có những cái móc phần thưởng ở đây nè. Nếu như mà các bạn mời 5 bạn bè tham gia airdrop chung với các bạn thì các bạn sẽ nhận được là 50 token DBOE. Với số lượng 10 thì tương ứng là 100. Thì với số lượng bạn bè tương ứng thì các bạn sẽ nhận được cái số token tương ứng ở trên cái bảng này ha. Đó là dành cho những bạn muốn kiếm thêm. Còn trường hợp mà các bạn không muốn kiếm thêm thì các bạn chỉ cần chờ đến ngày 26 các bạn vào để claim token về ha. Chờ khi mà token được list trên sàn thì các bạn có thể lên để bán. Và đó là chương trình airdrop của sàn DBOE, kiếm 25 token cho mỗi người. Các bạn có thể tham gia ngay bây giờ và đến ngày 26 để chúng ta tiến hành claim để nhận token về ví ha các bạn.